Thưa quý vị, sáng nay tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc tổ đại biểu quận Hải Châu gồm ông Nguyễn Văn Hùng và ông Lê Văn Dũng có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Qua nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố từ đầu năm đến nay, đa số cử tri đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc về một số vấn đề trên địa bàn, nhất là về công tác đảm bảo an sinh xã hội trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đảm bảo hệ thống camera an ninh di dời các công trình xuống cấp gây ảnh hưởng dân sinh, tình trạng mất an toàn giao thông, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch vẫn còn diễn ra thường xuyên. Thông tin chi tiết về buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.